Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thọ Order Phóng nhá. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu tất cả mọi người một dòng chép nhập khẩu China các bác nhá. Và bên em không bán hàng chép Việt Nam, bởi vì chép Việt Nam nó thực sự các bác nghe tiếng nó rất là mờ, rất là sạn tiếng. Và thực tế này nó cũng không rẻ hơn được cái dòng này bao nhiêu cả. Và cái giá của em bán ấy, nó thật các bác là bằng tiền các bác đi cuốn này loa thôi. Ok. Đây. Đấy, chép China nhập khẩu các bác nhá. Đấy. Dòng hàng công ty. Đấy, hàng sở bên kia về. Dòng này sẽ thiết kế không dâu cho các bác để đa hướng các bác nhá. Các bác thích để hướng nào cũng được. Tùy. Từ 500 kép các nhá, 500 kép. Quay này 2500 này. Đấy, công suất nó rất là khỏe. Công suất là 6W, kháng trở là 8 ohm các bác nhá. Đường kính của loa đường kính 10 cm. Đấy, 10 cm. Đấy, các bác nhìn vào đây. Đấy. Đường kính 10 cm. Hình thức tròn này. Từ kép về công suất 6W, kháng trở 8 ohm. Giá em bán chỉ có 130.000 một đôi. Em bao ship cho anh em luôn các bác nhá. Đấy, bao ship cho anh em luôn. Và đây là các nền tảng em bán hàng đây. Cùng một cái cửa hàng này các bác nhá. Và mọi chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em số này cho em. Đấy. Còn các bác muốn tư vấn gì thì các bác gọi điện thoại bên cơ sở 2 các bác nhá. Đấy. Một dòng xếp mới nhập khẩu. Đấy các bác nhá. Đó. Và các bác thay thế được tất cả các dòng loa mà cùng size với như này. Và loa này cũng có thể làm loa trung bực luôn. Đấy. Đấy, làm loa trung bực luôn. Những cái loa nào mà loa kém rồi tiếng nó không hay, không nhá. Tiếng nó không hay hoặc là nó bị cháy rồi này, hoặc bị rè rè các bác thay luôn. Tại vì tiền quấn cũng ngang ngang tiền với cái tiền mua này. Chỉ có 130.000 một đôi thôi. Em bao ship thôi nha. Đấy, bao ship thôi nha. Đấy. Tiếng rất là mịn thôi nha. Đấy, tiếng T-Tech rất là hay. Đấy. Đó. Ok thì các bác. Đấy, 130.000 một đôi. Đấy, bao ship cho anh em. Ok chưa? Đó. Tính cực kỳ hợp lý các bác nhá. Hàng còn nguyên kiện về đây. Đấy các bác nhá. Em nói không với hàng Việt Nam. Nếu các bác mà phát hiện hàng này là chép Việt Nam, em biếu không cho các bác. Không cần lấy tiền các bác nhá. Ok. Mọi chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho bên cơ sở 1 các bác nhá, số điện thoại này. Các bác cần tư vấn gì thì các bác gọi điện thoại em cơ sở 2 các bác nhá. Ok. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi nhá.